góp phần đẩy mạnh chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam được phát động bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đất Việt Tour đã giới thiệu gói du lịch tour xanh giá rẻ với giá chỉ từ 299.000 đồng cho tour 1 ngày và từ 999.000 đồng cho tour 2-3 ngày. Với hành trình đến các địa điểm quen thuộc và an toàn như Mỹ Tho, Tiền Giang, Long Hải, Mũi Né, Hồ Tràm, Tam Bình, v.v. Trong các hành trình, cả nhân viên lữ hành và du khách đều sẽ được hướng dẫn, trang bị vật dụng và tuân thủ các quy định giúp bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì Đất Việt Tour chúng tôi đang có chương trình siêu khuyến mãi, siêu kích cầu, trong đó nổi bật nhất vẫn là chủ đề tour xanh giá rẻ, trải dài từ tất cả các điểm từ Bắc vào Nam. Chương trình tầm khoảng là từ 4 đến 3 ngày dành cho tất cả khách hàng để khách hàng dễ sắp xếp thời gian tham gia. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài mức giá kích cầu tạo điều kiện kinh tế cho du khách có cơ hội trải nghiệm, tham quan, bắt nhịp lại với cuộc sống sau đại dịch, Đất Việt Tour còn muốn gửi gắm thông điệp du lịch an toàn thông qua chủ đề tour xanh giá rẻ trong đợt này. Quý vị khán giả của Mua Gì Ở Đâu có thể tham khảo thêm thông tin tại website chính thức của Đất Việt Tour để biết thêm chi tiết về các hành trình.